Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis content de vous partager une autre expression française. Ma source de temps, c'est comme tu n'as pas de bail. Alors, tu n'as pas de bail. Tu n'as pas de bail. Voilà donc notre expression française aujourd'hui, c'est se faire des cheveux blancs. Se faire des cheveux blancs. Bah, tant que ça, que ta expression n'est que mienne. Se faire des cheveux blancs. Faire que tu veux, cheveux que ça, blanc que ça, tu veux ça, je ne prends pas mes mentes. Expression biết được không nhỉ? Ta sợ sờ nó cứ cao từ lư mà nuôi cha chứ á, chẳng sợ quạt prai bị khmer từ chỉ sò, chẳng sợ quạt sờ. Phần tai dương sự kết khơi tha bê khác, dương không mấy nhỉ? Phần tai sợ nó prai chỉ sò, prai chỉ sờ chẳng từ, chẳng là hai chỉ miền bàn hai mùi đó. Chẳng hỏi bạn thì cao ở miền expression mùi này là, chẳng dương dương sợ bị đứt mơ tao nhé. Se faire des cheveux blancs, mien ne tha phai pruy, mien ne tha khoai khoal, bị bạc tục, thngôn thngô ram rai chẳng màu. Chẳng à tên này được bảo biết cứ cả phai pruy, cả pruy bà rom ấy chẳng màu. Lớt tổ nhớ sạ từ mơ à tên này được bảo biết hay nào thì họ bảo biết chạy sạch nhá. Ok, se faire des cheveux blancs. Faites attention, se faire, c'est un verbe pronominal. Tenez son bien de moi maintenant. Se faire, que tu es déjà sa pronominal. Vi admin à tenir copy faire. Utihota, faire du sport, l'ingéla. Faire des exercices, tu peux faire des exercices physiques. Tu peux l'umhat pran, et j'en chứ à tận đây là nó cứ khó khăn là bị faire se faire mỗi chữ kia sắp pronominal hay mỗi chữ kia sắp thông đa ordinaire. Alors signification se faire du souci, se faire du souci tôi nhớ thua prai bị souci tôi đã dùng giấy tha merci beaucoup à tôi nên giấy trao tập tha pas de souci tôi bây giờ dùng giấy tha je suis désolé. Pardon, ok. Sắp tới đại cứu sinh này có thể là pas de souci, ok. Cái thằng mình miền bắc hay thế. Du souci là nó cứ the problem, se faire du souci mới thế. Miền bị bắt miền bắc nhà miền ấy chẳng màu. Être stressé, Être stressé cứ miền tổng đi dùng biệt là stress năng hay đó miền ta stress khăng toxic ấy chẳng màu đó. Dương top promo dương khoai khoai dương miền bị bắt xem sang chết tê miền này thật hay prui ưu tiên thật khoai khoai khăn dương mô tì hó je me fais des cheveux blancs parce que je n'ai plus de travail. Mà đồng tiết je me fais des cheveux blancs parce que je n'ai plus de travail. Damineta, khnyom pay na, khnyom prui barom na, khnyom khwai khwal na, prui khnyom khmien ka ngi thvo tiet te. A cause de la COVID-19, đại sa ta vi bat COVID-19 na, thvo khnyom khmien ka ngi. Chang a je me fais des cheveux blancs parce que je n'ai plus de travail à cause de la COVID-19. OK? OTP. Les parents se font des cheveux blancs.
en voyant que les garçons ne vont plus à l'école. Tenez son mot que la nuit que fait, hoi que la nuit que font le satan, pronom robot bien que perro vagina, les parents, un tran, la piquant le que je, ta mouette. Ok, nhóm anam đồng tiết. Les parents se font des cheveux blancs en voyant que les garçons ne vont plus à l'école. Đã mình nói là, bục mà đài nóng quạt miên ca prù bà rôm, quạt phay, quạt khoai khoal chất, nà pê đài con con nó bỏ quạt nóng cứ lên tờ giả là tìa đây. Chẳng quạt khoai khoal chất ná. Ok, dù mơ express, dù mơ ưu tì hò mùi tiết, pardon. Alors, elle suspecte qu'elle a la COVID-19, elle se fait des cheveux blancs. Madame, elle suspecte qu'elle a la COVID-19, elle se fait des cheveux blancs. De minute, ta, niang, sang sai ta clou niang, mien, tok, chung ngư COVID-19. Chung niang pay prui, niang khwai khwal, na, rasap rasan, na, man sok, chung chet a pay. Ủa thưa ta quạt trên đời cầu dân ta quạt mì rong ta quạt chuột châu rùm nó không cam thì được bao nhiêu triệu tập về màu với nhà riêng ắt xua luôn riêng đại luôn những chế tập hay chế tập nặc khơi nhà covid đọc phòng buồn á ok chẳng ở tận đây được bao nhiêu cư miền này bài năng mà đó nhé sơ phe là december blanc mà ta pay prui quai qua top promal whole high chẳng mà lấy dùng từ mưa và phổ biến bằng việc mở voilà donc cette expression est née au cours de la première moitié du 19e siècle et s'est construite sur un constat certaines personnes ayant subi un choc émotionnel important ont vu le cheveu devenir soudainement blanc donc expression est que miền bắc phố tăng pi pẹt đã sát tập bát đi đập bông buôn ở tòa nhà đại kê tài tài sủng kê khơi tha menu mua chấm nướng nơi pe đại quạt miền bị bắt cà pa thùng kê play chật thun thung ó sạp tài sợ đập bọc quạt nóng pha bắt đầu tôi chỉ bỏ sò tôi chỉ scale chân tử anh ấy cứ chỉ bắc phố down expression đó ai miền bắc phố xem xem thì tòa nhà đại khen nhau mặt đắng sao tại các nhóm bạn xoay vô từ lửa kỳ hạ tầm po khắc khắc thế nè ok donc notre expression aujourd'hui est terminée si vous voulez apprendre le français je vous conseille d'aller apprendre au club de langue et nous avons du coup de français et vous pouvez apprendre avec la qualité. But chẳng expression dương thay này cứ chọc ta hơi. Hơi bà xin chân nhạc tỏa này mình bấm nông trong sắc xa phía xa bà răng cứ khả nhóm xong phát đo chì dục bò từ sắc xa nơi club phía xa. Đại dương phát đo nơi cam vị thi sắc xa phía xa bà răng miền côn hợp hiệp. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit à la prochaine. អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នាពេលក្រោយៗទៀត Merci